Ok, thì trước khi xem video này, anh em dừng khoảng chừng là vài giây, lướt xuống dưới, ấn nút like cho mình nha mọi người. Và đừng quên là nếu như là người mới thì ấn nút đăng ký và ấn vào chuông và tích vào cái phần tất cả, để khi mình đăng những cái video mới, các bạn sẽ là người nhận thông báo đầu tiên ở những cái video mới kênh YouTube của anh em. Thì hiện tại là chỉ có 20% các bạn đã ấn nút đăng ký cho mình, thì còn lại tới tận là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Đó, nên là các bạn đừng quên là ấn nút đăng ký cho mình nha anh em. Thì mình hy vọng là 80% nó sẽ trở thành một cái con số siêu nhỏ, cỡ 5% thôi. Đây, thì ok. Rồi, bây giờ mình sẽ không nhiều lời nữa, chúng ta vô video nào. Let's go. Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình, và âm đặc hẹn gờ đây. Thì ngày hôm nay tiếp tục trao đổi với Minecraft Backward, cũng là thành viên của Nút Tim. Chào nào mọi người. Hello mọi người. Ok, thì ngày hôm nay các bạn, mình sẽ không chơi rồi những cái chế độ kiểu đồ ngẫu nhiên gì các bạn ơi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi gọi là cơn mưa vật phẩm các bạn ơi. Trên trời các bạn sẽ rơi xuống những cái vật phẩm vô cùng với bạn, kiểu như này. Tao về anh che này đấy, nó kiểu vậy này, đây ví dụ. Lấy luôn. Không, đây là vật không. Đây nó kiểu vậy này, đây. Nó kiểu vậy các bạn nha. Đấy thì ok. Thì chiếc xe đây của mình thì anh em đừng quên một like, đăng ký và đừng quên lắng cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả viên Nút Tim họ Tim nha. Rồi. Ok, thấy mất hết đồ rồi nha. Thôi chứ cái này phải nhờ anh trọng tài là xóa. Sao anh quả táo vàng nó mất rồi. Phải xóa hết nha. Ok rồi, không nhiều lời đó. Chọn Tim đi. Mình sẽ chọn màu xanh này đi các bạn. Màu xanh này cho nó đẹp. Đây là màu xanh lá chuối các bạn. Ok, và chúng ta phải bảo vệ cái giường đằng sau nha các bạn, để mình gọi là đặt spa boy luôn bạn ơi. Ôi trời ơi. Có hai cái giường hả? Mình có mảnh vỡ cổ đại bạn ơi. Có trứng creeper. Có trứng creeper và không chơi rồi đặt cái giường khác nha các bạn. Ảo đây mọi người chỉ có một cái thôi. Ui, chết rõ rồi, không có rương để mình bỏ đồ vô rồi. Từ nha, để mình xem nào chỗ nào nó có cái dài nè, đồ rái bạn ơi. Oh my god, nhiều đồ quá. Để xem nào, cái giường này vứt đi. Vứt bớt mấy cái đồ là không cần bạn ơi. Giường bằng bedrock. Ảo thật đấy. Ok, cho bọc giường bằng bedrock luôn các bạn. Mình cũng có gì mình bọc nấy bạn ơi. Bắt đầu đọc được đúng block bedrock thì khó đấy. Đợi hơi lâu ấy. Đây có cái bắt đầu rồi. Ủa. Đấy, rõ là không thấy một cái kiếm nữa các bạn ơi. Xóa này, mất tí rồi. Oh my god, cái kiếm. Yeah, gì cháy rồi đây? Ồ, cái này nó cháy mình bạn chết. Rõ rồi, nó không ra cái kiếm mà. Anh em. Mỗi người góp một cái cổng en nhé. Ok, có cổng en luôn hả? Nhưng mà em chưa có. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, mình có đồ VIP rồi các bạn ơi. Ui, như tết nữa nhờ. Rồi ôi. Kiếm có cổng en vào lúc này. Ok, đặt cái dùng đi. Sạc kill on đi. Đúng rồi, đây mình có đường các bạn ơi. Đây rồi, cắt đồ vô. Mình cần block để mình qua bên kia đó bạn ơi. Có block để mình cần để mình qua. Bây giờ mình sẽ đặt từ từ các bạn. Mình vừa đi, mình vừa hứng anh em. Ok đây. Có kim cương này, nhưng mà thôi mình đợi rồi là nó rớt cả đồ kim cương cho rồi. Cắm quần đi. Hay. Giáp Netherite luôn, ghê quá. Ủa mọi người, giáp Netherite là giáp ráp bằng cục Toy Netherite đúng không vậy? Hay là sao ta? Đúng rồi. Giáp bằng cục len. Giáp cục len là ok. Ok này đây. Chết cũng mất đồ không đây. Hình như là có. Hình như là như vậy thôi. Không biết. Bây giờ Vanh test đi. Vanh nhảy thử phát. Đúng rồi. Luôn là người dẫn đầu. Nhảy thử đi. Nhảy xuống không chết. Ủa sao nhảy không chết? Really đấy. Ok. Nhảy mà chết. Đúng rồi, có nhảy đâu chết. Đây có cái cúp, cầm cái cúp BB luôn cũng được. Ngày ai nhức nát luôn. Kiếm kim cương đây rồi. Yes. Ngon. Cái này có chỗ mua đồ không? Khá là nhiều đồ bạn ơi. Có chỗ mua đồ ấy, mua bằng không khí nha. Nó bị đông giặt. Ồ có trứng cá nóc này. Nè. Nói tim biển cả vứt. Ok. Nói lâu lâu mà kiểu cảm giác gọi là thế giới của mình nó bị lắc các bạn, là trọng tài stuck cái chế độ gọi là mưa rơi nha các bạn ơi. Mình sẽ giữ lại những cái trứng mà có thể giúp mình đánh mấy niên kia các bạn. Ấy như là mấy cái gì. Ủa ăn miếng thịt ngay giờ chưa cắn được dai quá nhỉ. Em ăn được ngay mày nhỉ. Dai nhỉ. Có cái gì mà súp cơ này. Ở đâu? Cái này là cái gì ta? Cảm biến sực kết bạn. Ok, cái này hình như là cú qua đền hay sao bạn, nhưng mà phiên bản này hình như chưa có bạn ơi. À, thế nên anh. Ui. Đây là nhà. À, có giờ kia kìa bạn ơi. Mình có nên giữ số vàng này không ta? Thôi mình không nên giữ cái số vàng nữa bạn ơi. Kênh có comment block đấy. Ghê quá. Ok, comment block luôn. Kênh ghi kia kêu khang luôn đấy. Ui sợ quá. Ê, cứ kêu hổ máy. Em muốn nói gì. Không đặt được, không được ra được, vứt đi. Ê quá. Đây. Cái này bạn, đây. Ok, lấy cái này đặt ra. Trời ơi. Quan trọng là cái này nó khó là kia, khó kiếm block. Úi giời ơi. Kêu nè. Ôi giời ơi, bên kia hay quá đây. Kêu nè. Rồi, xong hay quá tụi rơi luôn các bạn ơi. Comment nè. Rồi. Cú lừa. Ô, không mất block, không mất đồ bạn ơi. Thấy ngon. Ok, đi BB các bạn ơi. Nè.
Hoài à, ui ui, anh Dino đồ còn cắn hơn của mình đó bạn ơi. Không sao, mình nghĩ là gọi là cái năng lực BB của mình nên có thể đánh thắng được Honey, anh em cứ yên tâm nha. Chết que rồi. Oh my god, mình với Honey nào mà đứng chung là sẽ rất là nhiều đồ bạn. Ok, cái này mà hai người nào hợp tác đứng gần nhau là nhiều đồ ấy, nó thật là luôn, có nên chơi là được hợp tác. Nhưng mà nhặt kịp hay không ấy chứ. Là sẽ rất lag. Có. Ok, đây trứng con la. Con này nó hết la này. Lá đi. Ờ nó mới la xong rồi. Ok. Con này vui này. Ôi thằng này vun đột đi rồi. Ừ vui 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 vui. Vui à vui à. Ờ. Em cũng vui, em cũng vui. Này thì dê nô. Này. Đánh đi dê nô. Đánh dê nô đi. Ô ô ô anh đi kìa. Đi vào trong khách kìa. Có đây rồi xong. Chặn nước lại luôn. Ờ nha. Đánh đi đánh đi. Chào vai nha. Sao mà đánh được. Chặn nước lại bạn, anh đi kiên lên kìa. Ai, thôi xong rồi. Làm sao mà lên được? Như đánh một phát gọi là vỡ khiên luôn ạ. Ôi có cái rìu mới rớt luôn rồi. Ai đúng rồi, rớt rìu luôn. Ui cái rìu kim cương mất tiêu. Vô, vô. Á, con trời đặt vậy đi. Á, ui ôi, thanh niên đặt quỷ. Táo vàng in. Táo vàng in chen à, táo vàng in chen à. Không có đâu bé ơi. Ok, ủa đâu rồi, táo vàng in chen đâu? Nhưng xạo bạn ơi, làm có. Ê, ui, con này nó dí mình nè. Rồi hay quá, không phải chết gì mấy thanh niên mà chết điều mấy con kia quýnh bạn ơi. Không sao, cái này mình sẽ đi đập giường nhanh nha bạn. Tại cái này rơi rất là nhiều đồ và nó rất là lắc bạn nên mình phải cố gắng rồi là làm nhanh nhất có thể bạn. Cái con rời này đi từ dưới từ lên này thề luôn, thanh niên từ dưới đấy xã hội vẫn đi lên đó bạn. Thật là có chí nghị lực cho anh em ạ. Ok, không dưới luôn đi, mình lên chi nữa không biết nữa bạn ơi. Cũng có lên được đâu mà đòi lên. Lên thì cũng có chết thôi. À, thôi thôi qua đập giường mà. Ui ôi đi đặt lóc kiểu này sao đập. Đá đập giường rồi nhanh đây. Cái trận này làm được nhanh, làm nhanh hết. U u u u u u u. Ôi trời ơi, rồi xong mấy con mẹ nó quýnh chết mình rồi bạn. Ảo hệt đấy. Con này sao nó quýnh mình. Ui ôi. Bên kia có một gọi là cao nhân ở giữa mít luôn bạn. Thanh niên này thật là nhiều lóc bạn, đi giữa mít luôn. Vậy cũng đi. Đi 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 đi. Qua lại bạn, không có gì ngần ngại hết. Bố mình rất đồ ăn. Có thấy cái gì kim cương sao? Bạn có thấy, các bạn có nghĩ như mình nghĩ không các bạn? Ây da. Ôi rồi, bà đắp rồi. Bà đắp tôi đâu? What? Nam nam. Ở đây có cái quần kim cương này, không sao. Lụm quần kim cương bạn, lụm mặt. Bán đồ gì đây? Bán đồ tàu bạn, bạn con tuổi. Ui để coi, táo vàng in chén. Vô, ok, mình sẽ nhặt những cái đồ. Rồi xong mất luôn cái cung bạn. Rồi đồ quý hiếm là mình sẽ nhặt bạn. Đây như là cái cung nữa bạn. Gì đấy kiên, gì đấy kiên, gì đấy kiên, gì đấy kiên. À, nên cầm totem, 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 totem. Không chết được. Thanh niên chết mà thanh niên. Ôi ôi. Chết ngát. Ôi ôi, thanh niên bị con nó bắn bạn. Thề luôn muốn hại mình mà đâu có được. Thề ơi, mình được gọi là thần linh nên hỗ trợ rồi. Chết, chết, chết. Đi cho khác. Làm sao mà đánh được? Làm sao mà đánh được? Chạy đâu lại? Ui ôi, đi đặt la ba này. Bắt và lóc qua đặt la ba, đặt la ba với chúng ta. Đặt la ba. Ui ôi, cái điều hơi điên mạnh lắm bạn ơi. Dê văn nô. Dê văn nô nãy giờ đánh mình mà. U cái quần này rồi chết ngắt hay quá. Chưa kịp nói xong luôn mà. Ồ. Cái giờ mới để ý là 190 mấy chấm attack speed này. Ồ à thế à. Ok. Ồ, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình có cách gọi là cho đồ Netherite bạn. Đây để mình cho cái kiếm lên. Đó, update Netherite luôn. Trời ơi. Đấy nó mới xẹt. Ok. Ở đây có cái xô tuyết bột gì đây. Ồ, ở đây có đồ bột của anh em ạ. Bột kia. Anh có biết kiểu gì đây? Không đánh nhau đây. Hồi sinh ở đây. Này thì không đánh. Ui, ui, ui. Không, nó tự hồi sinh ở đây mà. Sao mình còn một máu nhỉ? Ảo thế nhờ. Nãy giờ chưa qua được đập giường của Andy đó bạn ơi. Mấy Andy kia gọi là phòng thủ hơi căng bạn. Phòng thủ hơi căng rồi. Dạ thế. Trời ơi, người ta bị lag thôi. Đi, 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 coi, coi. Mình đang có một cái con giám hộ cao niên các bạn. Ui dồi, Andy kia có cánh luôn kìa. Oh my god. Andy nó có cánh kìa. Mình đang dưới mũi tên các bạn ơi. Ok, trứng rồng. Ồ, TNT này, nhưng mà mình không có cái đồ. À, đây có đồ kích hoạt luôn, ngon. Mình qua mình đổ quanh nhà đi là xong. Ê. Nè. Làm sao mà đỡ được. Ui ôi, con này cho đập chậm đấy. Á. Đi, đứa chờ. Á. Đi đúng rồi, mới hay đứng đây mà. What? Nhưng tọt nó mất tiêu rồi. Vô, vô. Vô, vô. Ngon lên như này, dưới cặp này. Cặp lẽ mày ơi. Oh my god, ok, bây giờ mình sẽ qua nhà con rời này. Ôi giời ơi. Dạ, gì đây.
Ok, mình sẽ kiếm lock đặt lỡ mạng để cho mấy thanh niên không đánh được. Có tờ đây. Ấy da, có tờ đây. Ui dồi, con dồi đấy, cao quá. Ui dồi. Ôi trời. À, là người quyết định thắng thua ở vùng đất này. Ghê là ớn à. Ok. Mình không có ra cái mũi tên nữa, bạn có mũi tên là mình vứt ngay các bạn. Không có mũi tên đâu đây. Không mũi tên bất à. Đây, có con Sucker bạn, mình sẽ đi làm cho mấy thanh niên khó chịu bạn ấy, đặt mấy con Sucker cho nó bắn người là mấy thanh niên người là bay muốn chỉ luôn bạn. Ok chưa? Đây. Okay. Được tổ thêm. Bay thôi đừng mút chỉ. À, mút chỉ không, em thích mút chỉ chứ được không? À, con này thích solo không? Thích dạ. Làm lại không? Đồ mình thiếu một cái đồ kim cương á bạn. Mình thiếu con cái thôi mình lo gì. Vô đây, không on. Sao tại sao dùng kiếm? Tại sao phải dùng kiếm khi tao lại dùng rìu? Ta xử lý ngươi. À, có con trời ăn ké kìa. Con trời này. Trời đúng trời đâu ra nhảy vô nha. Có cánh. À, lúc mới đi này có cánh sao mình không thấy có cái cánh nào hết ta. Ui nhưng mà có cánh cũng không đâu có pháo bông đâu mà bay. Có ba. Ô nãy giờ bị con nhà mấy cái pháo bông mà. À, thế à? Sao mình không được cái nào nha. Thời luôn trọng tài không có thương công, mình rồi. Bất công quá bạn ơi. Đây vực bay cao không cần. Em lóc đi bay. Gấu trúc không cần. Từ nhá để mình đứng mình canh cái đồ nào vip bạn ơi. À, các bạn gọi là nhìn trúng mình nha bạn tại vì mình bị cận rồi mình không thấy rõ nữa. Có cái cần câu đại rồi có cần câu mà đi câu mới nỉ bạn dài nào đứng gần đi câu liền câu đi vô cho thiên té à, con này gì vậy ô tạnh mưa sau 3 phút ồ giờ là 3 phút free các bạn 3 phút free anh em con gấu. Ok, 3 phút này là nó sẽ không rơi ra đồ nữa bạn ơi. Ủa sao tôi thấy vẫn rơi vậy? Ảo thật đi. À là 3 phút sau là sẽ tạnh mưa nha anh em. Tại vì bây giờ chắc cũng đủ đồ để BB rồi nên là trong tài tắt luôn cái chế độ mưa luôn đi cho nó nhanh. Hợp lý. À, hình như này đánh mình bạn. Tiếng con súng. Tiếng con gì các bạn? Con rắn Ender. Kìa okay, mình thấy có cái Ender đây nè. Nè. Cho gì đâu con này. Ui, cho vô con này này. Dương này, full một set nail ra hai luôn khác ạ. Đúng là bốc phét không có thưởng nha. Làm gì có dương nào. Full dương cái nail ra là mình thấy hơi căng rồi đấy. Ăn tục dở rồi. Mình đặt con này ra xong mình cũng bị nó bắn luôn rồi. À, mình có cách. Bắn ta đi. Bảo vệ nhà mình luôn. Bắn ta đi. Ô, này thì golem bảo vệ nhà. Này thì golem bảo vệ nhà. No. Có kịp không? Làm sao đỡ được. Làm sao đỡ được. Oh my god. À con kia lại bắn con nữa. Con dài đâu bye vậy. Con dài đâu bye vậy. Con kiên. Cái gì vậy. Đó là tại sao là mình lấy cái cần câu nha bạn. Ok. Đây rồi. Cho Geno dài quả TNT cho Geno khóc nha. Chết rỡ hết block đặt rồi. Đây. Và boom. No TNT sao nó nằm ở đây vậy. Trời ơi, TNT giỡn thiệt chứ. Trời ơi. Cái hành của mình nó hay vậy mà. Mày làm sao, mày có solo không? Cài thật đấy, Kiên ok nè. Ok à, đánh lên anh. Ok, cô tôi đã phải để qua đã rồi, hắn đánh rồi. Ôi dồi ôi, thí sinh tiếp theo. Anh ơi, đánh thằng sau anh ơi. Đánh thằng sau anh ơi. Anh ơi, đánh thằng đó đây đi anh ơi. Đánh con rời này nào. Nhìn vành lên đây, đánh trước đây. Thôi anh đi ra đi, để em vô. Làm đi. Để anh đánh lâu quá. Thanh niên có hiệu ứng. Ê ôi, phát được giường rồi. Lo chạy đi. Lo chạy đi. Thanh niên có táo vàng hay sao ấy. Con rời này. Này, anh em hơi xin đây này. Không. Biến đi cả chơi dơ thật đấy chứ. Con rời này chạy hả bạn ơi. Đứng lại. Lâu nó bị thế. Thôi. No, mình phải gấp được thanh niên bay ra khỏi đây mà. Lâu bị chết dở rồi. Mình không có gọi là không có xô nước bạn. Từ nha, để mình thả con cá này ra. Táo vàng nghìn chan mà. Ôi trời ơi. Ui, táo vàng nghìn chan kìa. Trời ơi, căng quá. Mình không có cái gì ở đây hết bạn ơi. À, mấy con trời này cứ bay lượng lượng nhiều ấy nha. Người ta nhiều quá lắm. Ui, con trời này full giáp luôn này. Ôi ơi, rồi đai luôn hay quá bạn ơi. Con mấy con dài này mạnh quá. Tầm này là bây giờ mưa hết rớt ra đồ đó bạn các bạn. Tầm này chỉ có BB thôi nha anh em. Ok. Đầu chết luôn rồi. Ui ơi, một máu.
một máu này một máu với chúng tôi. Goodbye, see you again luôn. Goodbye luôn. Này thì tính năng lén hả? Tính năng lén hả cưng? Tất nhiên khỏe đấy nhờ, cho xin bí kíp coi. Không có bí kíp ở đây. Ôi, anh đi xem té mà anh đi rơi nhờ, anh đi giật lại được các bạn. Ghê đấy. Giờ này bay dữ ra. Chỗ này chim bay hơi nhiều. Đúng rồi. Chưa, khang chưa? Ôi, sao mấy anh đi trâu quá. Ui. Mình gặp thêm đi nút rồi. Rồi xong chết luôn, hay quá. Trời ơi, nhà mấy con giời này ở đâu ta để mình bay qua các bạn. Không biết mấy con giời này đang ở đâu nhỉ? Ủa cái đường này có độ không? Ừ, không có độ bạn. Nhà ở mít à? Ô, lúc nào cũng ở mít. Nhà bên này là của Honey Bingo ngô bạn. Ok. Mà nó không có đường đi. Mình chỉ có một quái em kia thôi. Ra nhiều pháo bông ấy nhở, giờ nó đi thấy máy nãy giờ nha. Chỉ nhặt mỗi pháo bông để người ta phải để người ta không vứt. À thế à? Có sao cái nào nó tự nhặt luôn. Ừ, nó sẽ tích lên. Wow. Thề luôn các bạn. Cày thế nhờ mấy con chim này bay hơi nhiều nè, bay phát rớt mình luôn à. Đấy. Ờ, thật bông rồi, không chơi đâu. Ok, Bình có con này. Ê, cho con cái này. Lấy cái này còn đi. Còn 3 cái. À, lấy cái trứng các bạn. Có ở mít này, đào luôn. À, giờ mấy anh đi mới thấy à. Ui giời, thế là quá là non mà. Mình thấy được cái thời Vâng nào rồi. Đó, đây rồi, Vâng chỉ bảo thế thôi. Đúng rồi, em cũng có nail ride rồi, em chỉ, cũng chỉ bảo thế thôi. Người có cả cúp nail ride này nhưng mà chả để làm gì cả. Đây mình phải qua và đập giường rời kia mà, nhưng rời kia nãy mới đánh mình. Come on. Ê, ăn táo vàng, ăn táo vàng in chan mày ơi. Ăn táo vàng in chan cũng đi nhá, đi luôn. Ui, dương của Zeno gọi là nhiều đôi nhá. Ui, mình hết máu rồi, bây giờ mình phải ăn cái quả này mới đánh được, anh đi nãy mới được. Ôi, đâu rồi? Đây rồi. Đây là bia. Này thì táo vàng in chan. Táo vàng in chan. Chết rồi. Khỏe quá. Trước khi đi mình kêu Hanh Niên đưa mình cái cánh là được đó các bạn, mà giờ Hanh Niên đi luôn rồi. Có sao cái áo mình bệnh để đâu rồi. Rồi, đây đây các con coi go. À, nhà Hanh Niên núp gần nhà Hanh Niên vắn mày á. Sao mình bơi đâu rồi? Đây là biết à. Come on. Một trận chiến quá căng thẳng. Ui, Hanh Niên này mình không có block rồi, sao mình qua? À, qua nhà Hanh Niên quánh đi. Đúng rồi. Qua nhà mày thôi, nhà núp không mắc block đâu, đừng qua. Món non. Áo thật đấy. Đúng rồi, đồ này là rai mà, khó mà bị đẩy lùi được. Mất đường rồi. Ủa sao mấy Hanh Niên gần nhà nhau, Hanh Niên đập các bạn. Để Vanh đứng ở trên này luôn. Chơi mà chơi không thế là không chơi không được nha. Rồi thế là chơi đó rất là dài. Trong tay. Ok, mình cho Vanh giống mít này. Đúng rồi nên thế. Đấy, Vanh đã giống mít. Chào Vanh. Ôi nha. Đi đây. Giờ đứng nhảy tương tương bạn từ nha, mình phải kiếm block đã. Còn con giời biết ngô kìa. Chúng ta nên hợp tác đúng không ạ? Chúng ta nên hợp tác để đập giường biết ngô. Đi bắt biết ngô đây. Con giời đấy có cắn đấy. Đập thì chịu rồi. Giờ đấy có cắn đấy. Vĩnh biệt cụ. Sao mà vĩnh được. Thế à. Này đẩy lùi này. Đẩy lùi. Ui ôi đó xuống đây. Không có block lên rồi. Ôi có cái cúp nào. Ôi. Có cái cúp này. Có cái cúp. Không nào được block. Ờ nào được mà. Để lúc sang đủ lava lên nha. Oh my god. Chuẩn bị này. Đi kia có cánh mà, đi kia có cánh mà cày đấy à. Ôi run đi. Người ta không phải là run. Đây. 3 1 Dạ. Cày đấy à. Giờ mình phải đi đường tắt qua rồi này. Mày quá. Ôi giời đâu đấy. À con ngựa bạn ạ. Hết hồn cứ tưởng con nào. À đây. Mình lấy mấy cái block gỗ này mình ráp ra mình có block bạn. Ok. Quá là thông minh bạn. 10 điểm. Ô. Tính ra ở mấy con thuyền có đống block gỗ đây nhỉ? Có hả? À đúng rồi, cái thuyền có gỗ mà nhỉ? Ủa, nhà Ninh Bí Ngô đâu ta? À bên này. Thầy lưng cứ chạy qua nhà Ninh Núc. Nhìn Văn đi rồi nè. À, ủa giờ này đi chưa? Ở đây rồi. Ờ, giờ Văn đi chưa mà đứng trên này rồi thuyền đã. Đi rồi. Đi rồi đi thành khán giả mà chơi. Giải cứu Bí Ngô. Đâu, bên chưa đấy, bên chưa đi đâu. À thế à, đưa lại. Anh giờ cứ chơi ngay kìa, đúng rồi, solo luôn. Kang ơi, cứu Bí Ngô ơi. Không bé ơi. Đây số đâu rồi? Anh Yên Văn nhảy xuống nước rồi. Anh Yên Văn đùi dưới đấy. Cái gì đây? Ủa? Bí Ngô đây này. Ờ, thì sao? Ờ, có gì đâu mắc. What the hell? Đây, Bí Ngô đang bị mắc ở đây đây.
Đi là bị gì vậy? Đi là bị gì vậy bạn? Ờ thằng đi này máy mạnh mà sao lắc ảo vậy? Đập đấy, đập không được này. Thôi thôi đi đi. Đi luôn, cho đi luôn. Đi luôn không nói gì các bạn ơi, qua đập giường nào. Nó rơi rồi. Ok. Lên lên. Ê đừng có bay ngược. Hồi lúc cái phiên bản này các bạn, cái trời ơi con trai này. Con đốc làm sao mà đi. Ôi. Em tắt đây Banh, không cần cảm ơn em đâu. Không có gì đấy. Ok, nhưng mà Banh bám được vào chỗ khác rồi. Từ nhá, để mình đào mấy cái block nãy bạn. Thở luôn. Thở luôn, như thế nhờ bay qua. Đào mấy cái này đi. Đi luôn. Đấy. Đấy rồi, come on, come on. Bình ngô sẽ về nhà kịp. Ừ, đúng rồi, về đi. Ủa mà thanh niên, ủa thanh niên không xong spawn cho này mà về nhà kịp gì? Áo rồi đấy. Bình ngô. Cái này màu gì đấy? Cái này mình đặt TNT xong mình bay được nha. Thôi thôi thôi. Khá là nguy hiểm mà ơi. Ôi giời ơi. Chết luôn. Ờ đúng rồi, TNT nổ phát chết luôn anh em. Chưa kịp bay là đi rồi. Mà thấy là không có ổn cho lắm. Là thôi đập block đi đặt cho nó an toàn anh em. Đây. Ờ nhưng mà nhà bị có màu xanh mà khăn đâu, có thấy khăn đâu. Ủa? À đây. Đây. Ờ đây mà, nói gì. Đây nhà người ta bên này mà, ơ kìa. Ủa? Ủa? Nè. Ủa sao có block nào đặt bên này? What? Ào đây. Đi đặt nhầm rồi. Thế đi. Đang nói tự nhiên tôi cười ơ kìa. Là đi này không có lóc đi. Này đi. Ok ok. Ủa anh Văn đi chưa nhà? Anh Văn cái này ta. Bị sự Văn Văn xin biết rồi. À thế à. Ok. Xin diễn biệt Văn luôn. Ui ôi. Mình xém nữa mình cũng đi đấy. Mình nên đi góc bên này các bạn để anh Văn Bí Ngô không thấy. Ủa, anh Văn Bí Ngô đâu? Ô đây có lóc này. Bí Ngô đeo leo từ lấy xã hội đi lên. À ok. Thế ở dưới luôn đi chứ không lên được nữa đâu Bí Ngô à. Lên đây là đi luôn. Lên được rồi. À lên được rồi à. Ok. Ê à, ủa sao vẫn đu lên được hay vậy? À hồi đây. Người ta gọi là đúng là một hacker. Ok. À. Lại cắm đầu với bạn. Đặt gác thì chịu các bạn ơi. Thôi thôi đi rồi. Đi không có pháo bông thì đi rồi bạn ơi. Ok giờ còn mình với Hanny nút bạc. Ủa? Ơ, mưa nè. What? Áo gì vậy? Mưa lại rơi rồi bạn ơi. Okay. Mưa lại rơi thì giờ tính ra mình cũng đâu cần nhặt như đâu. Mình chỉ cần chiến một trận chiến cuối cùng Hanny nút là win rồi. Qua đây. Con này đánh đi chết. Quá non. Vào đây. Ôi ôi sao con này nó nổ bên này vậy? Chết dở rồi, cái áo mình đâu rồi ta? Đây nè, cái áo đây nè. Chả ơi. À, này tính đặt con gì các bạn? Ui con này con mực hay con gì ấy nhỉ? Con mực làm gì người ta cầm? Đấy con đấy. Con đấy nó cũng không chua ở đây được. Ôi nó dễ đi nút mà. Ê đừng quýt ta. Đứng lại. Đi này chạy hơi nhiều các bạn, đi này chạy hơi nhiều nha. Ủa dừng ai đây ta? Không biết, đập đi. Dạ, yeah, ok. Bay à. Ôi anh đi không có pháo bông bạn ơi. À, về à. Rồi nha. Ê. Hay quá, cái chưa đặt lóc chặn lại kiểu bạn. Okay. Nào bây giờ phá giường đi xong rồi giao chiến 1v1 à, chơi xong. Chơi không cần đường nào. Ok, phá rồi, em phá rồi. Ok, đúng phá nha, chơi fair play nha. Ok, full giáp nha, full giáp nha. Từ nha. Full giáp mà thế thì để phải đi kiếm giáp này được ra chứ. À thế à. Đây là không cần giáp luôn. Mua vào full giáp mà tự nha, đâu xem nào. Giáp đâu ta? Ấy có cục kim cương này. Ừ, có cục kim cương là gì ráp à? Ồ đây có cái quần này là ra. Chưa có cúp. Mà thanh niên nút cũng có quần mà. Mình là mình chỉ hiếu cái mũ thôi. Cái áo thôi, cái áo nó bị hỏng rồi. Không lẽ giờ mình đưa lại. Tiện đưa lại nó lại hơi kỳ. Ok. Rồi. Ta chấp. À thanh niên cầm lên 3 niên phóng à. thấy nguy hiểm mạng, không nên ra. Ủa phóng, lấy ơi. Chiến đi. Rồi. Hay quá, ủa anh đi còn một máu mà, ủa anh đi tự đai luôn bạn. Đâu? Đấy. Mình thấy còn một máu mà nhỉ. Bị lắc rồi. À chắc là mình bị lắc bạn ơi. Ui giời ơi, thế này tiện cuối cùng cái nó lại rớt ra đổ bạn, lúc mình cần nhiều block nó không cho đâu. Giờ nó tới hút kết hút thì nó lại cho quá trời block luôn anh em ơi. Ấy thì ok, thì nói ngày chung là ngày hôm nay là mình với lại nút team đã chơi gọi là backward chế độ gọi là cơn mưa gọi là vật phẩm bạn. Thì nếu bạn thích video này của mình thì đừng quên cho một like, đăng ký và đừng quên lẫn cái chuông kết đăng ký và chọn tất cả để không làm video mới trên kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả miền nó tiêu họ tim nha. Ok, còn giờ thì em lần sau bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.
sự đã end to the G, khó khăn khiến tên này chí. Đi tiếp tao sợ gì, vì anh này nút thêm và luôn có nhau. Khó khăn, nỗi đau, lập ra kênh YouTube bằng đam mê và nhiệt huyết. 2017 chính là lúc anh bắt đầu.